À, xin chào tất cả mọi người à, em cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube nhà nông phú nguyễn của em nha à, đã khá là lâu rồi thì có vài anh chị á, mà mới đang đầu nuôi heo rừng nhưng mà đến lúc mà heo rừng nó gần đẻ thì à, chưa biết cách mà chăm sóc và cũng như là cách mà để chuẩn bị cho nó à, để cho nó nó đẻ mọi người và muốn em làm một cái video để mà quay về heo rừng nó đẻ từ đầu đến cuối luôn à, cho những anh chị đó xem để mà có cái biết được và có cái kinh nghiệm à, cho bản thân và để học hỏi à, khi heo rừng nó đẻ thì biết cách mà chăm sóc bởi vì à, mới nuôi lần đầu thì có rất là nhiều anh chị cũng chưa biết điều này cho nên là nhân cái cơ hội ngày hôm nay đó, thì con heo rừng của em nó nó đẻ một người thì em muốn quay lại cái video này à, từ đầu đến cuối luôn nhưng mà em đã lượt bớt rồi à, vì cái con heo rừng của em nó nó đẻ à, đang sáng ngày hôm nay rồi mọi người nhìn vào trong cái video của em á thì mọi người thấy con heo rừng của em nó đang đẻ con thứ hai đó mọi người thì sáng hôm nay thì em mới cho nó ăn nó vừa ăn nó vừa đẻ luôn mọi người con này thì nó đẻ rất là đơn giản trong cái cái chuồng này thì ngày sáng hôm nay tầm khoảng bốn giờ thì em thấy nó nó xé những cái tấm cái tấm bạc mà em che quanh cái chuồng của nó rồi mọi người thì em đây em nghĩ nó nó đã đến giờ nó lúc ổ rồi cho nên là nó mới xé những cái tấm bạc em em đã treo xung quanh em che lại cho nó thì em bỏ lá chuối vào cho nó thì trong vòng 3 tiếng sau thì nó đẻ như mọi người xem trong video của em thì đúng là lúc là 7 giờ sáng đó mọi người thì nó bắt đầu đẻ và em đã đặt máy quay của em á à, Em lấy máy quay em để đặt gần cái chuồng của nó Để em quay lại nhà cho những cái anh chị Cô chú những anh chị mà mới lần đầu nuôi heo rừng á Thì mọi người xem con heo rừng nó đẻ như thế nào Có rất là người, nhiều người hỏi em á Heo rừng nó đẻ thì mình có cần là phải là Bồng nó mình lau mình chùi hay không Rồi mình có móc miếng cho nó hay không Rồi mình có cắt rón cho nó hay không Ngày hôm nay em quay cho mọi người xem á Con heo rừng của em nó đẻ Nhưng mà em để cho nó tự nhiên luôn à, nó đẻ con nào thì một lúc thôi mọi người thì nó sẽ khô tự nó khô luôn và cái rúng của nó thì nó nó sẽ tự nó đứt ra luôn và nó sẽ khô lại à, hai ba ngày sau thì nó sẽ tự nó động nó sẽ rớt thì trong cái video này em quay nó đơn giản thôi mọi người em quay ngắn gọn thôi bởi vì em rút ngắn gọn lại những cái những cái mà nó nó lau của mọi người cho nên em rút bớt lại à sau hơn một tiếng à, khoảng là một tiếng 20 phút gì đó mọi người thì con heo rừng quen nó đẻ sắp xong rồi thì trong cái đàn này nó đẻ được à, 6 con nha mọi người và bây giờ thì nó đã chuẩn bị nó ra nhau á mọi người nhau cái nhau thai của nó à, có mọi người thấy không? những cái con heo con nó đang chạy rất là lung tung bởi vì nó mới đẻ ra thì nó còn rất là yếu còn rất là yếu À, nó đi cũng chưa có vững mọi người và những cái cái lớp màng à, trên người nó thì nó nó chưa được lột sạch ra thì khoảng là hơn một buổi à, hơn một buổi tiếng trưa thì những cái lớp màng này nó sẽ tự động nó sẽ con mẹ nó sẽ liếm mọi người nó sẽ giúp nó tự nó lột ra luôn thì con heo rừng nó đẻ thì rất nó cũng khá là đơn giản mọi người À, khi chúng ta thấy nó nó gần đẻ thì chúng ta chuẩn bị là lá chuối thôi rồi chúng ta bỏ cho nó để là tự động nó lốc ổ và tự động nó đẻ. Đó. ngày hôm nay thì em quay cho mọi người xem à, đến đây à, như vậy thôi nha. rồi trong cái quá trình chăm sóc thì em sẽ chia sẻ cho mọi người nhiều hơn nữa. À, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video chia sẻ ngày hôm nay. nếu có có những cái câu hỏi ý kiến nào mọi người muốn hỏi em thì mọi người có thể comment vào phía dưới video này của em nha. À, cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả mọi người có những ngày cuối tuần được nhìn niềm vui dồi dào sức khỏe và đàn ngập hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu của mình à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo của em nha